Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Chương trình này được bảo trợ bởi Công ty Lụa Thái Tuấn, Tân Hiệp Phát, Viện Thẩm Mỹ Khơ Thị, D&D Gel, dầu gió xanh hiệu con ó của Công ty An Hiên Corporation, Usis Group, Young Healthy Lush của Công ty Hằng Lê và Teletron. Không thèm kéo mất vì đã có mời em thơm ngọt tựa sen hồng. Mày đứng lại, chồng tôi lắm. Mày đứng lại, mày đứng lại, tao giết mày chết. Mày đứng lại nè, tao nói mày nghe, đi đi liền. Bữa nay tao phải đuổi mày đi hả? 30 Tết tao cũng đuổi mày đi. Con vợ gì đâu mà ly lắm. Cái gì? Ông tối ngày lo ăn nhậu, không có chịu lo làm việc gì hết trơn hết trời. Ủa, mày nói mắc cười quá. Cuộc đời tao có gì vui đâu. À, tao ăn nhậu là đúng rồi. Dạ. Bây giờ tao hỏi mày, ruộng ai làm? Tôi làm. Việc nhà ai làm? Tôi làm. Con cái ai lo? Tôi lo. Mày lo hết, tao lo gì, tao nhậu. Để tao. Ông nói gì ông nghe được hả? Nghe được mới nói chứ. Tôi làm bao nhiêu chuyện đó mà để cho ông có sức khỏe, ông lo đi mần. Ông kiếm tiền gì nuôi vợ con? Ông không làm gì, 30 Tết rồi mà ông coi trong nhà không có cái gì hết trơn. Trời, làm sao mà cúng rước ông bà chứ? Mày rước đi, mày thích thì mày rước đi. Đã biết trong nhà không có gì còn rước ông bà về làm giống ông gì? Không có nghe ngược gì. Mà tao hỏi mày nghe nè, cái chuyện rước ông bà là chuyện của mày. Hồi xưa tới giờ ai cúng? Thì tôi cúng. À, vậy mày cúng thì tiện mày lo đồ cúng đi. Mất mới mày nói tới tao. Ông nói gì mà không nghe được không Tư? Được xong được à. Tao thích nè, nè, chưa nói nha. Tại sao vợ chồng với nhau mà mày đi ăn cắp đồ tao mày giấu? Tôi ăn cắp cái gì? Mày ăn cắp 40 lít rượu của tao mày giấu. Trời. Tao mua để tao chuẩn bị, để tao nhậu Tết mà. Trời ơi, Tết trước tới đây là không lo sắm trong nhà, còn mua rượu về để trữ uống. Bọn tính ngâm rượu mẹ con tôi hả? Cái mặt mày không là 50 lít rượu ngâm chưa đủ. Mày là phải ngâm một cái hồ rượu. Mày xuống nước còn tràn lên mà. Ông á, tối ngày nó ăn nhậu không à? Hả? Cái cây mai này nè, tôi trồng á, là đáng lẽ mùng 1 nó mới nở. Ông sai xỉn, rồi ông đi tiểu vô giờ nó nở sớm rồi nè. Con quỷ này. Ê, đây là nhà của tao nha. Ta đi về ta thích tiểu là ta tiểu nè. À, ta tiểu là do ta do ăn cá khô cho nên đạm nó nhiều, cho nên nó nở sớm. Còn bây giờ nói nè, con cái mày cũng dẫn về ngoại hết đi nha. Để ở đây đứa nào tao. Anh nói gì kỳ vậy? Con cái là hai vợ chồng nuôi. Bây giờ anh kêu tôi nuôi tụi nó là sao? Mày đẻ mày phải lo chứ. Gì? Mày đẻ ra nó mày phải lo chứ. Ông không làm lấy gì tôi đẻ. Mày nói câu này là mày vu oan giá họa cho chồng mày rồi. Ta làm gì đâu. Hồi mà ta lấy mày về ta mập bự con. Thấy không? Xong đầu lấy về xong xuôi. À, mỗi lần mày ấy cái mày thích cái gì cái mày cho tao uống rượu tao xỉn cái tao nằm nè. Tao nằm tao không biết gì. 2 tháng sau mày thông báo mày có chữa. Mà mày đẻ 14 lần tao lép còn nhiêu đây. Mày làm không cho tao làm đâu. Mày đổ thừa tao mày. Đơn giản. Tôi không ngờ anh là một người chồng nát rượu như vậy. Ê, nói chuyện nát rượu là sai nha. Tao uống là tao uống nguyên bình không, chứ không uống nát nha. Bây giờ đi. Đi liền. Anh... Đi. Anh đuổi tôi hả? Đi. Đó, trời ơi, không biết hồi xưa cái mắt thẩm mỹ của ta chừng nào mà ta lấy mày kìa. Ngáp như con cá là hắn hay con. Đuổi tôi. Trời. Bỏ xuống. Mày bỏ xuống. Trời ơi. Trời ơi, ta nói mày nghe mày dở lên bao nhiêu người ói hết. Đi. Mày lì hả? Đi không? Nè, trước khi đi,
đem cái bàn thờ đi luôn. Tết tao nhậu tao không có cúng đâu. Anh cứ để cái bàn thờ ở đây đi, để cho ông bà chứng kiến có thằng cháu mất dạy. Mất dạy mà mất dạy hả mày? Cháu nói tao mất dạy hả? Anh không có đánh tôi nha. Tôi nhịn anh bao nhiêu năm nay đó, là tôi sống giống như trong ngục tù vậy đó, chứ không phải là tôi sợ anh đâu. Tại vì tôi muốn gia đình êm ấm, không muốn bà con là hàng xóm người ta nói là gia đình mình cơm không lành canh không ngọt. Bây giờ có cơm lành ngọt hay không mà nhìn hai người là biết ai ăn nhiều ai ăn ít rồi. Đi mày. Anh đuổi tôi nha. Đi. Nhưng mà ra duyên á, mà anh đem kiệu qua đó khiên tôi đi, tôi cũng không có thèm về đâu. Mày xe bò kéo còn không nổi rồi, ở đây mà khiên kiệu. Đi ra đây. Anh đi đi. Trời ơi. Không có chỗ nào mà lấy mỡ xa, tao đưa con này vô lấy hết. Phẻ, bây giờ là phẻ ra. Một mình một nhà, muốn uống sao uống, không có bị cằn nhằn cửi nhửi cái gì. Gì vậy hai? Mày đi đâu hả? 30 Tết mày ôm chiếu ôm lợi đâu hả? Tao thông báo cho mày biết một cái tin xét đánh. Cái gì? Tao con vợ tao nó đảo tránh tao rồi. Bây giờ nó đuổi tao ra khỏi nhà, nó đưa tao cái bịch xốp này với lại cái chiếc chiếu này. Mày coi tao sống làm sao, tao ăn Tết ở đâu? Bởi tao nói mày ngu quá, mày không làm theo lời ông bà. Mày để con vợ mày nó ăn hiếp mày. Tao nói cho mày nghe, năm nay mày ăn Tết chung với tao đi. Hả? Bây giờ tao cũng một mình, mày bị vợ đuổi, tao mới đuổi con vợ. Hả? Hai đứa mình chơi xả láng năm nay. Ê, mày nói ông bà nói gì? Ông bà có cái câu là dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở bơ vơ mới về. Cho nên nó bơ vơ mới về mình phải dập nó lên. Ồ, vậy là ông bà mày, còn ông bà tao là khác. Sao? Mà đặc biệt ông bà của con vợ tao nó khác nữa. Sao? Đêm động phòng qua chút, tao chưa mừng ăn gì ráo trọi. Mày biết nó hát cái câu này nè. Câu gì? Dạy con từ thở còn thơ, dạy chồng từ thở tơ hơ mới về. Ê, tao nói mày nghe, mày không để ý cứ rước dâu nha. Đó, mày cứ canh me cái bóng nó mày đạp. Là từ đó trở đi nó sợ mày. Ủa đạp cái bóng là mình làm. Là mình trên kèo nó. Ờ, tao đâu có biết. Bây giờ vậy, trải chiếu ra. Bây giờ nhà tao không có ai. Trải chiếu ra tao với mày nhậu mút chỉ. Đúng người rồi. Người ta nói vậy nè, tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè, tháng ba mới tới rượu chè. Nhưng tao với mày sẽ uống từ 30 cho hết tháng ba. Rồi. Anh tươi. Nhậu đi. Anh Tư ơi, thần tài đến bên anh rồi. Từ đây kiếp hàng gì sẽ không còn ở bên cạnh chàng. Kể từ đây đời anh may mắn đã gặp số hên. Anh sẽ đi lên từ đây phú quý giàu sang. Forget me not when you have a lot of money. Đã cho anh rồi, xin anh chớ phụ tình em. Ê, cái con vé lồ kia, mỗi lần tao thấy mày lùn lắm mà bữa nay sao mày cao dữ vậy mày? Kệ em đi, anh xăm xôi quá à. Nó quất cái cặp chuồng ba lá kìa. Ê, mày vô đây làm gì vậy? Em vô... Ê, tao nói nghe nè, đực. Gì? Kỳ quá à, anh Tư kỳ quá à. Đực nó đi xa rồi, giờ tao có tên mới. Tên gì? Lý Nhã Nhị Ngọc. Lý mà... Nhã Nhị Ngọc. Tên gì mà kỳ cục hả? Mày tên khai sinh là Nguyễn Văn Đực. Cái chữ tự giờ nó đổi lại rồi, nó lấy cái tên là Lý Nhã Nhị Ngọc. Cái ủa? Tên ê mà mày nhả hai hột ngọc đó chưa? Cái gì vậy nè? Kỳ quá kỳ quá. Cái gì vậy? Cái vụ mà có nhả được hai hột ngọc đó hay không phải tùy thuộc anh Tư. Ê,
mày đừng vô duyên, đừng nghe lời nó nói nha. À, đừng vô duyên nha mày. Hồi nãy em nói rồi á, đã cho anh rồi, xin anh chớ phụ tình em. Hả? Trời ơi, mày gian díu với con ngựa này à? Tâm bậy. Ê, 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 mày nói cho đàng hoàng á. Tao làm gì tao cho mày gì? Em biết thế nào anh cũng lật lọng hà. Anh Tư vậy? Sáng nay trong bụi chuối đó. Trong bụi chuối đó nhớ không? Bụi chuối gì bà nội? Lúc em cho anh, em có quay clip lại. Chết mày rồi Tư ơi. Mày vô bụi chuối, mày tà te tí te với nó quay clip lại, nó đưa lên YouTube là nó tống tiền mày sạch máu. Chết cha mày rồi. Tà te bà nội mày. Anh hại làm gì tà te? Anh Tư, ê mày nói đàng hoàng á. Nó nghe nè, từ từ. Tao mới uống sơ sơ chứ tao không có chỉnh đâu ạ. Tư kỳ quá à. Cái chuyện mà tống tiền là anh Tư yên tâm đi. Em có làm gì đâu. Anh muốn cho như cho à. Cái gì? Dạ nhưng mà cái clip mà quay lại là có. Đây nè, hồi sáng lúc mà em bán trên 3 tờ vé số mà thiếu á, em có quay clip lại để làm bằng chứng. Trời ơi, nó bán vé số mà nó cũng quay clip lại làm bằng chứng làm gì mày? Dạ. Mày làm với ai? Bây giờ mày qua đây làm gì? Em nói anh Tư nghe nè, 3 tờ vé số mà em đưa cho anh đó, chúng độc đắc. Nè. Vậy? Mày mới nói gì? 1 tờ 2 tỷ, 3 tờ 6 tỷ. Anh trúng độc đắc 6 tỷ. Tao thiệt hả? Yeah. Mày thề đi, nếu mà nó không trúng độc đắc cho mày chìm ghe mày chết đi. Em thề, em chắc chắn. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Ba tờ giấy số. Mày để đâu? 3 tờ giấy số trúng. Cái gì vậy? Anh làm gì vậy? Mày để đâu? 3 tờ giấy số cái quần. Cái quần là sao? Anh yên tâm, bây giờ mình trúng 6 tỷ là anh mua 1000 cái quần cũng được. Không. Tao để trong cái quần kia không biết giặt chưa. Trời ơi, kiếm lẹ lên, kiếm lẹ lên. Trời ơi. Ê, đực. Hả? Đực gì mà đực? Ví dụ kêu mày bằng gì? Lý Nhã Nhị Ngọc. Nhã Ngọc. Dạ, Nhã Ngọc đây. Ok, chừng nào mày nhã kể cha mày, nhưng mà tao hỏi mày nè. Tao hỏi mày nè. Thì anh hỏi đi. Anh trúng thiệt 3 tỷ, số 6 tỷ hả mày? Trời ơi, bán với số mà. Làm sao mà em trật được ôi chứ ôi. 6 tỷ. Gần Tết mà nó hơi thiếu ớn luôn ha. Dạ. Ôi ôi. Nghe nè. Gì? Đúng ra cái số đó là số của anh đó. Là sao? Sáng sớm em nghĩ tới anh rồi. Em phóng qua nhà của anh. Em định dâng lên cho anh. Mà lúc đó không biết á, anh ngồi trên cái phản anh nhậu đó. Xong biết anh làm gì mà vợ anh giận quá. Trời ơi, chị cãi quá. Xong rồi anh cãi với chị. Xong rồi chị đá xong phía bay. Anh dâng dính lên trên tường. Té xuống sập mặt luôn. Thì nó quýnh tao nè. Dạ. Yeah. Xong rồi lúc mà anh nhậu xuống anh định ngồi vậy. Anh định trả lời chị. Chị tán thêm 2 bạt tay nữa. Là cái lúc mà em phóng tới em khiều khiều anh đó. Em định bán 3 tờ giấy số cho anh. Mà anh không, cái số không có hưởng. Gì vậy? Tổ cha mày Nhã Ngọc. Sao lúc đó mày biết nó trúng rồi mà tại sao mày không đàn áp tao? Mày không quýnh tao, mày không neo đầu tao mày ngồi. Mày yêu cầu tao mua tờ giấy số đó. Em cũng muốn lắm anh ơi, nhưng mà 3 cái vụ này phải có số hưởng nữa anh ơi, 3 cái vụ tiền. 6 tỷ, trời ơi, hôm nay tôi ăn Tết tiêu rồi, trời ơi. Anh hai. Trời ơi, chết rồi, anh xỉu rồi, trời ơi. Đây, em. Trời ơi, có dầu gió xanh của công ty Enhin Corporation. Vừa mới gửi về ông để em xích cho anh nha. Trời ơi, nè, cái hộp nó lấp lánh vậy mới là hộp thiệt nha. Đó, người có tới là người Việt ở Mỹ là ai cũng phải mua một lố về để cho Tết. Đây nè, tỉnh dậy anh, tỉnh dậy. Trời, anh hửi dầu gió, anh hửi em. Tỉnh dậy. Anh mà có 6 tỷ chị đâu có đánh anh dữ vậy nè. Đúng rồi. Lấy dầu gió xanh đó, Enhin Corporation xức vô nha. Ừ, cái dầu này xức sao nghe nó êm quá. Dạ. Cho mượn coi. Dạ. Thôi cho tao luôn nha. Ê, bậy. Đồ thiệt nha. Không phải anh nên dễ vậy. Ê, mày nói. Đứng lên. Sao anh Tôi? Tao đã kiếm ra 3 tờ giấy rồi. Nếu mà mày dò mà trúng, tao mua cho mày mấy chục lố cũng được. Cầm. Bây giờ là coi như mắt tao hết thấy đường rồi. Tao quéo hết rồi. Bây giờ mày dò coi chút. Giấy dò đâu? Giấy dò. Mày đọc coi chúng không? Dạ. Rồi. Mày coi nha, mày coi số nha. Không. Đọc đi. Không. Đọc đi. Không.
Cái con quỷ. Trời ơi mày đọc mà. Dạ em nói là số 0 đó anh. Ờ số 0. Số 0. Số 0. Ở trong đây có 3 tờ có đều có số 0 hết. Dạ, không không. Không không. Không không có luôn. 2 2 1. 2 2 1. 21 cuối đó. Trời ơi, số 21 yêu quý trời ơi. Trời ơi. Không không 2 2 1. Ê ta trúng rồi hai ơi. Không không 2 2 1. Mày sẽ là đại gia rồi. Mày đại gia rồi. Tao sẽ là đại gia. Tao sẽ là đại gia. Tao nói cho mày nghe. Tao với mày không phải là uống rượu tới tháng 3 đâu. Uống rượu tới khi nào người ta cúng rượu thì thôi. Vậy là chết rồi hả? Làm đại gia cái tướng đổi liền. Trời mày cho tao hầu mày nha đại gia. Anh Tư. Vậy. Trời tự nhiên giờ em thấy đẹp trai dễ sợ luôn vậy. Khỏi cần khen. Nói nghe nè. Thường mà người ta trúng số mà 6 tỷ giống gì đó, tiền tỷ đó, cái người ta hay lì xì cái tiền hên cho cái người đem may yên mắn. Yên tâm tao. Yên tâm. Tao nói cho mày nghe nè được. Ê Ngọc. Tao nói cho mày nghe này nhả hai hột ngọc. Dạ. Tao không phải là người hẹp hòi. Dạ. Chắc chắn tao sẽ tặng cho mày. Dạ. Yên tâm. Dạ. Hôm bữa anh Tí anh trúng 2 tỷ là anh cho em 1 tỷ đó. Bây giờ anh trúng 6 tỷ nãy anh cho em 3 tỷ. 3 tỷ. 3 tỷ. Chắc mày má tao à. Tao còn con còn vợ tao nữa. Ở đâu cho mày 3 tỷ. Vậy 2 tỷ. Về đi. 1 tỷ. Mày lấy tiền mày làm gì? Làm gì? Dạ cứu cái mặt bằng số 1 này của em nè. Trời ơi. Trời ơi tao tưởng cái gì. Ba cái đồ quỷ đó hả. Tao ra giường tao hái cho mày cặp bự. Đặt vô ok. Ôi không có chịu đâu à. Mày quy qua cái con số đi chứ. Tự nhiên cặp bự. Tự nhiên để lấy cặp bự treo. Toàn tèn bị ghê lắm thôi. Cho tao nói mày nghe. Mày đứng mày nhói nhã một hồi á. Không cho một cắt. Không cho mày biết vậy luôn á. Về đi về đi. Có tiền muốn nói gì nói là mày. À đi về. Không cho mày một cắt nào. Bữa nào mày tao kêu mày là thằng Đức. Thằng Đức. Anh không cho em phải không? Không. Anh nhớ không có cho em đi nha. Không cho. Em về đó anh hai. Ê Đức. Ê Đức. 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 Bây giờ đi lãnh vé số. Ờ đi lãnh vé số. Ê. Bữa nay 30 Tết. Ừ. Đâu có ai cho lãnh. Đúng rồi. Cất đi, mày cất đi, mày cất đi. Cất chỗ nào? Mày cất đi. Mày cất làm sao? Lận. Nhét vô đây. Hộp. Bỏ vô đây, bỏ vô đây. Bỏ vô đây. Nhét đây vô đây. Ráng giữ nha con. Ừ, mày để trong đó yên tâm rồi đó. Yên tâm. Thôi bây giờ nhậu đi. Uống đi. Bây giờ đại gia rồi, uống kiểu khác. Đúng rồi. Hồi xưa tao với mày là uống bằng cái ly với cái nắp không? Bây giờ đại gia uống kiểu khác. Uống sao? Mày nóng hả? Uống về hội lớn lắm. Ờ. Sang năm năm hợi mà. Ờ. Sao mày uống rượu giống heo nái nhà tao ăn cáo hả? Tao đã nói với mày rồi. Còn một ngày nữa qua năm hợi rồi. Ờ đất coi ông nội ơi nó uống. Ờ uống nữa đi. Uống cái dáng này đẹp nè. Uống nữa đi. Tao chế vô cho mày uống nữa nè. Đó. Uống ha. Uống đi. Bê. Phê. Ráng uống nữa thêm miếng nữa đi. Uống miếng. Mày xỉn chưa? Ráng uống miếng nữa. Mày xỉn chưa? Tờ giấy số này, 3 tờ này là của mình phải lấy lại thôi. Tổ bà từ nào giờ tôi chưa thấy thằng nào ngủ dáng này nha. Dáng này y như nằm trong bụng má nữa trời. Không sao. Tao loại ra. Tao bẻ cặp giò gà này tao lấy ha. Sao nó ngủ khôn dữ trời. Trời đất ơi. Sao mà lấy được đây trời. Cái thằng này. Trời.
Con không được. Trời ơi, nó trở lại là chết. Trời ơi, trời ơi. Biết vậy đá ăn cái cho nó làm sải lai lấy luôn cho rồi. Ba tờ giấy số bây giờ nằm trong tay của mình rồi. Trời ơi, vô lẹ đi chị Tư hả? Anh Tư đâu? Anh Tư đâu, chồng ra đâu? Dạ vô đi chị Tư. Trời ơi, vô vô. Kìa kìa anh Tư, kìa anh Tư nằm kìa. Trời đất ơi, tôi đi chút xíu mà là ông nằm sai xỉn như một đống vậy nè. Dạ. Thiệt, bực mình nè. Trời đất ơi. Anh hai, anh vô nhà tôi, anh là đàn ông mà nói chuyện một người phụ nữ với tôi. Chị Tư, hai lần chị Tư. Hai người phụ nữ lần. À, nói chuyện với hai người phụ nữ. Đẹp. Trời gì vậy? Gì vậy? Nhìn hai bà muốn ói đẹp chỗ nào? Giống như Hà Bá dưới sông trèo lên mà đẹp. Nè, anh nói chuyện với hai người phụ nữ mà anh để cái tay làm cái gì vậy hả? Tôi để cái tay tôi làm sao? Rút tay ra. Trời ơi. Bây giờ ông muốn để chỗ nào kệ cha không đi. Chủ yếu là 6 tỷ. 6 tỷ? Ừ, 6 tỷ chị. Nè, hồi nãy mày nói trong ông cắt ở đâu vậy? Hồi nãy em thấy anh nhét trong quần anh á. Trong quần hả? Dạ. Ủa, sao không thấy? Trời, chị chui vô quần ảnh đi. Tao đập cho mặt mày nha mày. Hay là nãy anh nhậu nhẹt ở đâu anh rớt ở ngoài, mình kiếm ngoài đi chị. Mày xét thử coi. Ê, anh hai, anh hai, anh hai. Gì? Nãy anh vô đi đứng đàng hoàng lắm mà sao giờ tự nhiên anh xòe vậy? Ê, kiến cắn người, à kiến cắn anh hả? Mày không biết. Còn vợ tao nó quýnh tao, giờ tao bị nội thương rồi. Thôi kệ không đi. Mày lốc chứ. Hả? Chị Tư à, nãy giờ em nghĩ là chỗ nào mình cũng xét hết rồi. Ừ. Còn có một chỗ mình chưa có xét. Chỗ nào? Mấy giờ mình qua, mình giúp anh hai mình khám thương cho ảnh đi chị Tư. Cái gì vậy? Cái gì? Hai người làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời đất ơi, tôi đâu phải heo đâu mà khiêng là thập quyết ăn Tết. Ôi trời đất ơi. Trời đất ơi. Nè, cái người đàn bà có tập tạ kia liệu hồn nha. Nè, nói cho anh biết, con Ngọc nó nói với tôi là cái chuyện vợ chồng, chồng tôi trúng số độc đắc, một tờ 2 tỷ, ba tờ là 6 tỷ ha. Mà nó nói trước khi nó đi, trong nhà này có ba người thôi, đó là anh, nó và chồng tôi. Mà bây giờ tôi kiếm trong người chồng tôi không thấy một tờ giấy số nào hết, thì tại sao nó là như vậy? Chốt cuộc tôi suy nghĩ chỉ có anh. Nè, nói cho biết nha, nói cái gì phải có chứng cớ nha. Vu khống người ta cái tội ăn cắp, tôi thưa ra tòa ở tù mọt không à. Anh nói cái gì? Thưa chị Tư à, em thấy anh hai nói vậy là có lý đó. Ừ. Cái gì cũng vậy, nói có sách, mách nó phải có chứng, ra tòa mình mới bắt tội người ta được. Chị hiểu không? Đúng rồi, ông bà người ta nói cái câu đó là đúng rồi đó. Nó có sách mách có chứng á. Bởi vậy em nói chị Tư nghe. Sao? Bây giờ mình phải xét thôi. Thà mít lòng trước được làm sao chị Tư à. Như vậy. Anh lết đi đâu vậy? Anh lết lại vô đây đi. Lết xa quá người ta không có lấy được hình cái bản mặt gian xảo của anh đâu. Lết vô đây. Lết vô chỗ cũ. Con Ngọc tôi nói đúng. Tôi nghi anh lắm. Nghi gì? Tôi phải xét thôi. Nam nữ thọ thọ bất tương thân nha. Ha? Tôi là qua đã có chủ rồi nha. Từ à, chị cứ nhào vô à. Dẫu gì chị cũng là gái đã có chồng. Chị nhào vô vậy người ta quánh tiết hạnh chị là đúng rồi. Ảnh nói đó, nam nữ thọ thọ bất tương thân đúng không anh hai? Vậy em được không? Gì mày? Nè, mày dừng lại nha. Hai người này tính xâm hại tập thể tôi phải không? Gì? Anh hai, Tôi thưa đó nha. Anh thưa cái gì? Tôi thưa ra tà đó. Tôi có luật sư Nhật Bổn mà. Anh hai. Ngọc. Dạ. Mày làm cái gì mà ông rên dữ vậy? Em
em mới có khởi động thôi à. Chắc tại anh nhạy cảm đó. Trời ơi. Chị Tân, chị làm gì vậy? My, heo My. Chị Tân, ông nắm giò ta. Ông nhổ lòng chân táo. Chị Tân, chị Tân. Trời ơi, anh tự nhiên tỉnh dậy rồi. Mấy nghe nè, bây giờ em nói chị nghe nè. Bây giờ chị phải giúp em lột xác ảnh ra, kiếm cho được, bằng được 3 tỷ giấy sớm cho em. Dám đụng thân thể tao không? Trời ơi, dám, dám, dám. Trời ơi, 3 tỷ của em. 6 tỷ này chị, 6 tỷ này chị. 6 tỷ, dạ. 6 tỷ là đâu vậy ta? Nè, ông lượm ở đâu ra cái bộ đồ thi gớm vậy? Chị Tư, tôi muốn mặc bộ đồ này lắm hả? Không phải đâu. Dạ, em là em thích màu mè lắm đó. Dạ, kim cò là em thích lắm, em còn chưa dám bận bộ đồ đó nữa. Mày công nhận nha, anh gan dễ sợ luôn á anh hai. Mày đừng có ghẹo tao nha mày. Con vợ tao nó đuổi tao ra khỏi nhà, nó đưa con bộ mà bị lộn bộ, mày ăn vừa đầu rồi đó. Khi nào anh không bận nữa cho em nha. Con bộ này biết tao đi ngang xào phơi đồ. Là bộ tập yoga của nó, tao hốt, tao mặc để tối tao ngủ, mày biết chưa? À, chị Tư, thôi bây giờ ông muốn bận gì kệ không? Chị Tư, anh biết. Bữa nay nó mới lòi mặt chuột ra nha. Anh là một người bạn nhậu của chồng tôi mà anh tham lam, anh dám phục rượu ảnh. Anh ăn cắp 3 tờ giấy số 6 tỷ. Không có, tôi mượn vốn làm ăn thôi. Chị Tư, thôi. Bây giờ mình kêu anh, mình kêu ảnh vậy để mình là lãnh tiền đi. Còn dạ. Cái ông chồng này nữa. Phụ chị chở. Đỡ lên. Dạ, dạ. Dạ, 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 em Tư ơi. Ốm mà nặng như em Tư. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Vậy? Trời ơi, hai người đẹp đỡ quá mà. Anh Tư tỉnh vậy. Ôi, bớ anh Tư. Ê, tỉnh gì chưa? Em Ngọc đẹp. Ai cho mày về? Con nghe là tao biết mày về. Ai cho mày về? Tôi không về làm sao là giành được cái tài sản của ông chứ. Hả? À, sao? Tôi nói cho ông biết. Có giấy số rồi. Kể từ ngày hôm nay, trong nhà này tôi là trùm. Ông mà uống một giọt rượu đó hả? Thì chết. Ai à? Nè. Anh không cần đi chơi. Đi chơi. Ôi trời ơi. Ủa sao cái thế này nó giống mình đã gặp ở đâu rồi trời? Vợ anh mới dạy cho tôi đó. Hả? Vậy là con quỷ vợ mình nó có học trò đó. Sớm này thế nào cũng có nạn nhân như ta thôi. Anh đừng cam ra nữa. Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của anh. Thì tôi ở đây làm chi nữa? Đi. 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 Anh cứ đi đi. Được. Hãy. Được gì? Ngọc. Dạ. Yeah. Mày làm ơn mày lấy tài sản tao bển giùm đi. Lết qua mà lấy cái tài sản của anh. Cái con người gian trá, lừa thầy phản bạn. Con người của anh, tôi nói thiệt với anh á, bây giờ không có ai được sai tôi hết á, ngoài trừ chị Tư. Chị Tư nè, chị Tư 2 tỷ nè chị Tư. Trời ơi. Đồ, cái thứ thấy người sang mắt hoàng làm họ. Cái thứ của mày là cái thứ. Anh nói thứ gì anh hai? Anh nói thứ gì? Thứ gì? Mày muốn hỏi hả? Thứ gì? Cái thứ của mày dù ước mơ cho lắm thì không bao giờ mày nhả được cặp ngọc ở đâu. Tôi có nhả được cặp ngọc không? Đâu đến phiên anh cho, mà phải là do chị Tư cho. Ba tỷ nha chị Tư. Đừng có hòng, ăn ở bất nhân sắc đức. Nó sẽ toàn ten trên người mày suốt đời. Mày là một con quỷ nhiều chuyện. Đáng lẽ mày để cho tao lấy 3 tỷ giấy số, tao lấy 6 tỷ đi. Tao có thể chia mày là 3 tỷ, mày biết chưa, đồ con ngu. Anh nói tôi nhiều chuyện hả? Chứ còn gì nữa. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Bây giờ tôi mới nhiều chuyện nè. Chị hai. Trời ơi, 30 Tết mà chồng chị ăn cắp của người ta 60 tỷ nè. Chị hai. Ê con ngựa vé lộn. Chị hai, tao lấy có 6 tỷ nha mà. 60 tỷ nói, mấy chục tỷ là sao? Cái gì? Lâu nó mới nhậu một lần. Mà mày đưa ba cái cherry ra làm chi, sao có mà mày nhậu cherry vậy? Trời ơi chị ơi, chị xỉn rồi. Xỉn gì, lâu phụ nữ phải nhậu cho phục vụ mấy gia chồng. Để mấy gia chồng mới biết được á. Trời đất ơi, chồng tôi đây sao? Dạ chồng chị đó chị. Thấy cái muốn tỉnh rượu luôn rồi. Ông thấy hình ảnh của ông chưa? Bà đàn bà mà cũng uống rượu hả? Tôi uống cho ông nhìn thấy cái hình ảnh mà ông uống đó. Rồi tôi phục vụ ông bao nhiêu năm nay,
Tại sao ông lấy cái bộ đồ tập yoga của tôi mặc tới gớm vậy? Bà cho tôi có một bộ tôi đi ra đường, không để tôi mặc bộ đó cho hôi hám, tôi phải có bộ thai chứ. Trời đất ơi, chồng con mà đang nhậu mày đưa con vô chi vậy? Đi vô đi nghe. Tôi đang nói gì vậy? Gì vậy? Vô cho nó ai vô gì? Tôi không có nhậu nhẹt có xỉn vậy trơn á, kêu tôi qua đây làm cái giống gì đây? Dạ dạ. Tại dạ, sao dạ. Xuất hiện đây? Trời ơi chị hai ơi, chồng chị ăn cắp của người ta 60 tỷ thế chị. Cái gì? Dạ. Quỳ xuống. Cái gì vậy hai? Tôi dạy anh làm sao? Hồi tôi mới lấy anh về tôi nói rồi, dạy con từ tở còn tơ, dạy chồng từ tở tơ hơn mới về. Lúc đêm động phòng tôi lột đồ ông ra, tôi quánh một trận linh đình rồi. Ông chưa sợ tôi thả ai? Tại sao bây giờ trời ơi nghèo cho rạch sạch rách cho thơm? Tại sao đi ăn cắp giặt vậy? Ăn cắp 6 tỷ mà giặt cái gì? Cái gì? 6 tỷ? Dạ 6 tỷ. 6 tỷ? Ờ. Ăn cắp được không? Không, nó lấy đâu rồi. Sao ngu vậy? Trời đất ơi, đi ăn cắp 6 tỷ để cho tao bắt được Văn Dũng không? Trời ơi. Bởi vì mình kìm hãm thú tính lại. Mùng 3 mình quýnh tiếp chứ bây giờ đầu năm đầu tháng mà hai chị đánh ảnh vậy rồi sao ảnh ăn Tết? Quýnh cho bỏ tật ăn cắp. Dạ yeah. Được rồi nghe lời mày, tạm tha cho ông đó. Quýnh cho bỏ tật nhậu, ngồi vậy. Ngồi vậy đi. Bỏ rượu, nhất định bỏ rượu. Bây giờ con vợ nó học võ rồi, tôi bỏ rượu. Nghe đó. Chào con đi về. Dạ, rồi. Nhân dịp năm mới, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh YouTube của Thiên Nga. Trung tâm Thiên Nga sẽ mang đến cho quý vị những chương trình với nội dung phong phú hơn trong năm mới. Xin cho chúng tôi biết những sở thích chương trình giải trí mà quý vị muốn xem bằng cách comment dưới mỗi video. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký subscribe. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Vì tâm tư dấu kiên trang tư còn đây, nên những khi mưa lừ đêm làm sao xưa giấc ngủ chưa đến tìm. Thôi nhé, nghe anh này trả lại cho tôi kỷ niệm ngày xưa. Dòng u buồn trên nẻo trần gian ta đã mất nhau rồi. Làm sao mà mất được? Đến với anh hỡi, ta say đắm bên nhau chua chua, rồi mai người đi xa, còn lại gì trong ta? Đến với anh hỡi người chua chua chua, ta say đắm bên nhau, hey! Rồi mai người đi xa, còn tình yêu sẽ bay xa. Ơi, phải rồi, đi bán về là chua là phải rồi. Cái gì chua? Chua. Trời, ông nói là chua. Cái đó là cái nhạc điệu bè người ta. Chua chứ không phải là chua quá. Vậy sao tôi nghe gì thu qua. Trời ơi,
không phải thúi quá mà là chua. À, chua hả? Ừ. Ông sao kỳ quá à? Gì? Cái gì mà la lối ôm sòm hết trơn á trời. Mỗi lần mà ông qua nhà tôi đó hả, là sáng ngày mai á là tôi bị hàng xóm mắng vốn tôi rồi hả? Kệ người ta, mắng vốn kệ người ta ha. Ngày nào mà em không chịu anh á là anh sẽ qua đây làm phiền em dài dài vậy đó. Thôi đi ông ơi, sao mà ông kỳ cục quá à. Già cả rồi, lớn hết rồi, yêu cái nỗi gì nữa mà yêu. Em nói vậy là xúc phạm anh. Anh già nhưng mà tâm hồn anh rất là trẻ. Ha. Em. Cái gì? Em hãy nhìn vô mắt anh đi. Trời ơi. Em ra đây. Thôi đi. Anh hãy nhìn vô mắt em nè. Nhìn anh mắt anh đi. Nhìn đi. Trời ơi. Nhìn đi mà. Ôi ma trời đất ơi. Ông có điên không vậy? Cái gì? Có điên không? Bởi ta điên nên người đi. Bởi ta điên nên người mê. Bởi ta điên nên người ta bỏ mặt ta đó. Chứ vừa lắm. À, không có hơi bày đặt rống là chị cho giống như con chó cúm vậy hả? À? Ai bỏ ông á thì ông đi tìm người đó đi. Ông qua đây ông kiếm tôi làm gì? Mệt ông quá hả? À. Cái gì vậy Tám? Biến gì đó. Tám ơi, nghe anh nói nè Tám ơi. Cái gì? Ra đây, cho em có vô đó hoài vậy. Ra đây nói chuyện với anh nè. Đi bán về mệt quá, để cho tôi nghỉ ngơi chút. Nghỉ cái gì? Anh qua tới nơi mà nghỉ cái gì nữa? Tám. Vậy. Em có biết là anh yêu em lắm không? Gì? Anh yêu em rất nhiều. Tôi dẹp đi, vừa nói vừa đờn khó quá. Vậy thôi nói đi. Anh yêu em. Ừ. Đến nỗi mà em muốn tất cả vì sao trên trời, anh sẽ đem xuống cho em hết. Trời ơi, thôi ông ơi, sến vừa vừa thôi ông, sến quá vậy. Nè, xin lỗi em nha. Sến mới là đẳng cấp, sến mới trường tồn, sến mới đi vô lòng người. Chính vì vậy Thúy Nga mới làm chương trình Nhạc Vàng Muôn Thuở. Phải rồi, sến của người ta là sến đi sâu vào lòng người, còn sến của ông là sến xàm, sến xạo, sến từ trong lòng người đi ra. Từ trong lòng đi ra là sao? Là tôi mắc ói đó. Em muốn ói à? Ừ. Trời ơi. Cái gì vậy Tám? Gì vậy ông Bảy? Làm gì vậy? Sao em già mà em mắc nết vậy? À, sao nói tôi mắc nết là sao? Em lầy vậy? Làm gì tôi lầy? Tôi cái gì lầy? Em có chữa hả? Trời ơi! Trời ơi ông nội ơi! Hết trứng rồi còn chữa gì trứng? Hết trứng? Hết trứng? Ừ. Tại sao không nói với anh? Chị vậy? Anh đưa trứng thêm cho em bán. Trời ơi! Trời ơi, tôi nói trứng đây á, là trứng đẻ chữa kìa ông nội ơi. Trời ơi, anh tưởng má học dịch lộn. Em biết không, trên người em á, anh thích nhất là hai thứ. Thôi đi nha, đừng có nói tầm bậy nữa nha. Tầm bậy cái gì anh nói thiệt hai thứ mà. Gì mà thích? Thứ nhất. Là cái gì? Là giọng hát của em. Thứ nhì. Cái gì? Là học dịch lộn của em, ngon lắm. Trời ơi, thôi em ơi, nói tầm xàm không à. Để tôi đi bán hộp vịt lộn. Làm tính... cái gì em ơi, em nghe nói nè. Nói cái gì? À, cái gì? Nghe nói đi. Trứng sao? Hả? Trời đất ơi. Anh thôi... nói em nghe nè. À. Nhắc vô hộp vịt lộn mà mới nhớ. Sao? Tại sao thiếu gì hộp em không bán, bán hộp vịt lộn? Theo anh đi, anh sẽ đầu tư cho em một cái ghe thật là hoành tráng, bán hộp xoàn trên sông Chợ Nổi. Trời... Thôi đi ông ơi, vô duyên quá à. Mặt đã xệ rồi mà còn du duyên nữa. Thôi đi, đi về đi. Nè, em đừng có khinh thường anh nha. Cái... em nói anh mặt xệ chứ gì. Ừ. Rất nhiều phụ nữ cầu xin anh mà anh không thèm đó. Thôi đi, tôi nghĩ là cái ban hộ niệm cầu siêu ông thì có chứ ở đâu mà cầu xin. Nè, nói cho em biết. Gái nào cầu xin ông đông chỉ rồi. Duyên, để yêu anh sai đắm. Duyên nào? Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Thiệt là quan tưởng à ngang. Ai chứ tôi rành ông dữ lắm. Gì? Vợ chết đã lâu, phải không? À. Không? Rồi á là con thì lại ở nước ngoài. Ở không suốt cả ngày chờ con gửi tiền về nuôi. Vậy mà cũng bày đặt khoe. Nè,
Em đừng có nói vậy nha, xúc phạm anh nha. Thằng con anh á, nó năn nỉ anh lắm anh mới nhận tiền của nó. Bởi vì sao? Thấy anh là một người cha hoàn hảo, gọi là người cha vĩ đại. Thôi, không bao giờ lăng nhăng gái gú. Trời ơi, dữ quá. Thôi đi. Tôi không có dám rớ tới ông đâu. Rớ tới ông nổ cái banh xác tôi bây giờ. Nổ cái gì không biết nữa. Để em gì? Ôi. Thôi đi mà. Thôi đi về đi, nói cái gì mà nói. Về cái gì? Sao mỗi lần anh qua đây là em đuổi anh về vậy? À, tôi biết rồi. Chắc lại dính dáng tới cái thằng cha tư ốm như con mắm chứ gì. Cái thằng nó nghèo sơ, nghèo xác. Mà ngày nào nó cũng qua đây nó thăm em đúng không? Hả? Kệ nó, tôi yêu ai mặc kệ tôi. Mắc mớ gì ông mà ông nói, thôi ông đi về đi ông ơi. Sao em đuổi anh hoài vậy? Đuổi anh nói gì? Cho em nghe nè. Anh yêu em, ha, rồi con trai em cũng thích anh nữa. Chúng ta là một gia đình hạnh phúc, tại sao không tới với nhau? Nè, nói tới con trai tôi rồi tôi nhắc cho ông nhớ ngang. Nó vừa mới lớn đó ngang. Ông đừng có dạy hư nó, rồi đừng có dẫn nó đi mà ăn chơi đàng đúng là không có được đâu à nha. Không bao giờ, nó tự nguyện theo anh, chứ anh đâu có ép uống gì nó đâu. Ủa, em ho hả? Bị bệnh hả? Sao không nói cho anh biết để anh lo cho em? Hả? Được rồi, cảm ơn anh. Ông đi về đi, về giùm tôi đi mà. Cho anh nói chuyện chút xíu đi. Tôi đi về giùm tôi đi. Trời ơi, đi buôn bán về cho tôi nghỉ ngơi với anh Bảy. Thiệt tôi mà. Anh hát nữa đó. Thôi, đi về tôi lại. Anh đi về giùm tôi đi. Nha. Đuổi anh thiệt á hả? Bởi vậy mà. Ta say. Lộn tông rồi. Ta say. Gì? Trời đất cùng say. Ông ơi, ông điên quá ông ơi. Điên à? Ừ. Tôi chỉ là người điên, trên đường em nhìn thấy. Tôi chỉ là người say. Quá trời điên. Trong vườn hoa tình ái. Em biết là mệt gì đâu. Cha Bảy heo này ăn rồi cứ tới đây hoài. Tin cù rủ con heo nái của tôi hả? Còn lâu. Thiệt với ông, cỡ ông không có cửa cạnh tranh với tôi đâu. Con người chỉ biết đờn hát, không biết lãng mạn. Làm gì mà đứng nói chuyện mình vậy ông Tư hả? Làm hết hồn. Gì vậy? Sao đứng nói mình vậy? Vô nhà. Thôi, không có dám vô nhà anh ta dị nghị. Dạ, sao đứng đó nói một mình vậy? À, thì cũng làm bầm cho vui vậy mà. Hả? À, tôi... gì? Mỗi lần gặp tôi hay lắp bắp vậy á. Ờ, sao mà tôi đâu có ăn thịt, ăn cá gì anh đâu mà sao anh lập bập vậy hoài vậy? À, nếu ăn tôi rồi tôi đâu còn cơ hội nói nữa. Vậy hả? À, thôi, tôi về. Đứng lại. Sao qua đây rồi gặp rồi không nói với tôi câu nào hết trơn rồi đi về là sao? Ờ, tôi... nè. Cầm ấy. Chứ vậy, làm gì tặng bông cho tôi? Vía bà. Tặng bà. Tặng tôi. Tặng, cầm ấy. Thôi tôi về. Đứng lại đó. Trời đất ơi. Tặng bông xong rồi không nói với tôi câu nào hết trơn vậy sao? Hả? Nè, làm gì vậy? Có cái thơ nè, đọc đi, đừng nói, tốn hơi lắm. Yêu cầu ông Trần Văn Tư trả lại bông trên bàn thiên cho tôi. Lộn. Không đưa tôi. Đây mới là thơ của tôi. Tôi ngồi tôi làm cả đêm. Có những đêm miệt mài anh không ngủ. Anh âm thầm anh nhìn củ khoai lang. Nhìn khoai lang mà ánh mắt mơ màng. Anh bàng hoàng nhận ra mình rảnh quá. Rảnh thiệt ha. Vậy thôi đó phải không? Không nói với tôi câu nào nữa phải không? Nói cái gì bây giờ? Mà tôi nói bà nghe nè. Bà đừng có nghe lời cha Bãi, nghe không? Nghe lời cái gì? Ông mà như vậy hoài á, là tôi đi lấy chồng cho ông coi. Tôi khổ quá mà.
Tôi muốn nói nhưng tôi không biết nói sao. Tôi chỉ dặn bà đó là đừng nghe lời cha bãi mập. Cái mặt nó đó là không có hợp với bà rồi. Mặt tôi nè. Hả? Người ta nói thế gian được vợ mất chồng, được cả về đôi thiên lôi nó quánh chết. Bà như vậy, tôi như vậy nó mới hợp. Chứ còn cha kia không có hợp. Đúng rồi. Mặt cha bảy tuy rằng là chả là mặt chả xệ lắm phải không? Chả xệ nhưng mà chả có nhiều cái hay lắm không? Làm gì vậy? Ông biết tỏ tình bằng lời ca tiếng nhạc, biết không? Rồi ông không khác gì là một sói ca. Còn ông ném về là sói tráng rồi. Ông có biết ca hát gì không? Biết sao biết. Đâu ông hát thử coi. Em ơi suốt đêm thao thức gì em. Thôi đi ông ơi, thôi dẹp, dẹp đi, dẹp đi. Trời đất ơi. Giờ không còn mặc dù nào. Tôi không biết ca thiệt. Nhưng mà nói thiệt với bà, thấy bà đơn chiếc tôi lo lắng cho bà thôi. Bệnh hoạn nữa mà thằng nhỏ thì cứ đi chơi hoài, không có ai lo cho bà hết. Tôi muốn qua đây đặng lo lắng cho bà. Biết vậy rồi, nhưng mà muốn nói gì thì nói đi. Tôi muốn nói nhưng mà tôi sợ bà không có đồng ý. Tại ban đêm á. Thôi mà. Tôi muốn. Em ơi. Chết rồi. Mẹ rồi, cháu qua tới rồi. Tới. Ông Bảy ông tới ông ơi. Thả mày. Cái gì vậy? Tức mình ghê á. Hồi nãy mới ra trước cửa nè. Sao? Có cái cuộc điện thoại nó gọi tới. Kêu ra bưu điện lãnh tiền con gửi về. Rồi có không? Đâu có. Cái thằng nào nó dám mạo danh nó chọc tức tôi đó chứ. Tôi biết đó, tôi giết nó chết chứ không phải giỡn đâu nha. Thằng nó thiệt tình nè. Có lẽ nó biết sao ta. Rồi sao? Tại sao tôi hử thấy mùi mắm đây vậy? Mắm á. Không lẽ thằng Tư Mắm nó có mặt ở đây hả? Không có. Ông mới qua ông tặng bông rồi ông đi về. Cái gì? Có tặng bông rồi tám hả? Tám nhận hả? Thì ông. Nó mà biết được là tôi nói tôi phải thiệt thằng này mới được. Ông. Nè. Gì? Tôi suy nghĩ rồi. Nếu mà tám cứ từ chối tôi hoài mà thằng cá Tư cứ tiếp tục tới đây hoài là không xong. Ông ăn xương. Ông làm gì vậy ông Bảy? Ông làm gì thế ghê vậy? Trời ơi ông Bảy đúng là. Tôi sẽ ăn cơm trước kẹn. Hả? Lúc đó gạo nó nấu thành cơm rồi sẽ xong hết. Chết mẹ, có cái kẹn đập đại cho đâu. Ông Bảy ơi, trời ơi. Tôi sao? Anh tới đây với anh đi, Tám ơi. Ông đừng có làm. Mày hả? Mày hả? Mày ngon hả mày? Trời ơi, mày ngon hả? Mày ngon hả? Ông Tư. Mày ngon hả? Ngon mày đụng tới bà đi. Quấn chết mẹ mày à. Thấy chưa? Thấy sói ca chưa? Trời ơi. Nó đi chưa? Đi rồi. Nó đi chưa? Đi rồi. Nó đi rồi. Đứng lên đi, đứng lên. Không. Nãy trong cơn ghen người ta có thể dữ dằn, mạnh bạo. Tôi đâu có sợ nó đâu. Thôi đâu? Hết trời rồi. Nó đâu rồi? Cái gì nó? Nó đâu? Đi rồi. Đi về rồi. Đó là tôi thấy mà. Cái gì? Thấy cái gì? Nó đâu rồi? Đi về. Ở đây thấy không? Thảo ông đi về rồi. Anh ra. Đi về rồi mà. Nó đây nè. Rồi cái. Cái phím đờn. Mắc là uổng tiền lắm. Trời đất ơi. Hú hồn hú vía. Nó tìm cái phím đờn mà tôi tưởng nó tìm tôi. Thôi. Sao nãy ông quay quá mà. Ông hùng hổ quá mà. Nãy quay là sợ nó. Nó xâm hại vô con người bà. Cho nên là tôi mới dữ dằn vậy thôi. Giờ tôi có cái này tôi nói. Nhưng mà không biết là nói ra rồi ý của bà làm sao. Bà có chịu không? Thì nói đi. Thì giờ tôi hỏi bà luôn là bà có chịu không? Không nói thì sao biết mà tôi chịu. Rồi nói đi. Tôi muốn. Muốn gì nói đi. Tôi muốn. Muốn gì? Tôi muốn ăn hột vịt lộn. Trời ơi vô duyên quá à. Giờ này cái tự nhiên đòi ăn trứng à. À
Tôi nói luôn, tôi muốn chăm sóc cho bà có chịu không? Tôi chịu rồi ông Tư. Ai cho mà chịu? Ai cho? Chết rồi. Nghĩa, con mới về con. Chào bác Tư đi con. Chào bác Tư. Má nói gì má? Chào bác Tư đi con. Tôi không cần biết ai là Tư Nam gì hết trơn á. Hả? Má vừa phải thôi. Nghĩa. Má già rồi đó. Má biết. Làm gì coi được thì làm. Mà nha, tôi chỉ biết ông Bảy thôi. Rồi ông Bảy, ông lo cho tôi, ông cho tiền tôi xài, ông lo lắng tương lai cho tôi. Con à, có nghe ai thì con đừng có nghe ông Bảy con. Thôi khỏi đi, tôi lớn rồi, tôi tự biết cái nào đúng cái nào sai. Con à, má con nói đúng chú, đó. Chú, nhà của tôi, chú không được quyền nói đâu. Nghĩa. Má ngồi đó đi. Con. Má ngồi đó đi, già đứng không nổi sao đứng hoài. Biết rồi. Đừng có nói với má con như vậy. Chú không có biết gì trong gia đình con hết trơn á. Chú làm ơn chú đứng qua một bên đi. Tao thấy mày mới là người không biết đó. Không biết gì? Không biết cái gì? Má. Má cái gì? Đừng nói anh Tư được. Hả? Con người chú phải có liêm sĩ chứ chú. Lòng tự trọng phải có chứ. Nghĩa à, con ơi. Thôi bỏ đi, dẹp hết đi. Giống như phim Hàn Quốc ha. Già sắp bệnh chết, anh hùng tới cứu. Ở đâu ra? Con à, Nghĩa. Má, con nói thiệt má. Bây giờ con đủ lớn rồi, con tự lo cho cuộc đời con rồi. Má không lo được gì hết thì má đừng có ý kiến trong cuộc đời con nữa. Nghĩa à, mày im đi, chú im đi. Nghĩa, tôi đây là chú im đi. Con nói chuyện, chú lấy cái quyền gì nói chuyện thôi. Nghĩa ơi, tao lấy tư cách là người lớn, tao nói chuyện với mày. Nghĩa ơi, mày là thằng con mất dạy. Nghĩa ơi, con nghe lời má. Bây giờ mày chỉ biết mày lớn thôi à? Hả? Vậy chứ cái đồ gánh này nè, bà gánh bao nhiêu chục năm để nuôi mày lớn tới giờ này. Bà gánh bao nhiêu chục năm cũng không thể nuôi lớn được tôi được. Đây là gánh hộp trình lộn thôi. Nghĩa ơi, con ơi, con nói chuyện với người lớn, con phải nói chuyện. Mày đi. Tôi chịu đựng bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm trong cái nhà rồi, tôi được cái gì? Mày là thằng con bất hiếu. Tôi bất hiếu cũng không phải là con của ông. Mày không phải là con của tao. Nhưng mà tao nói cho mày biết, mày đụng tới người đàn bà này là mày không yên với tao đó. Xin lỗi ông nha, đây không phải là người đàn bà của ông nha chứ. Bà không phải là người đàn bà của tao, nhưng tao biết bà, tao hiểu bà. Mày có biết má mày đã chịu bao nhiêu cái nhục nhã để nuôi mày lớn tới giờ này không? Anh Tư ơi đừng. Bà cứ để yên cho tôi nói. Mày tưởng tao với bà bây giờ mới yêu nhau à? Tụi tao yêu nhau từ hồi còn trẻ kìa. Nhưng gia đình bên ngoại mày vì ham giàu mà ép gả bà cho ba mày. Tới khi bà mang bầu mày, ba mày đuổi bà ra khỏi nhà. Chú nín đi. Đừng huyễn hoặc suy nghĩ của tôi. Tôi nói cho chú biết, ba tôi chết vì lao lực lo cho tôi, còn má tôi suốt ngày chỉ nằm ở nhà đu đỡ với ông này trong khác. Nghĩa, mất dạy. Anh Tư, tôi xin anh đừng có đánh nó. Tôi chỉ có một mình nó là đứa con. Má đi. Tôi nói cho ông biết nè, ngày hôm nay là ngày cuối cùng và cũng là lần cuối cùng ông bước vô trong căn nhà này. Im đi, tôi không im. Tôi đứng đây nè, ông mất dạy. Bà để im tôi nói. Ngày hôm nay bà không giết mày, tao cũng giết mày. Ở tù tao cũng giết mày. Tôi đứng đây cho ông giết nè. Được, ông làm gì được tôi? Anh mày mất dạy hả? Nghĩa, mày mất dạy hả? Mày, Tam, khi trót gợi những hình ảnh của tim vào lòng đêm,
giọt mưa cuối cùng. Ta ơi anh yêu. Hi, mình là Mỹ Tâm. Hôm nay mình lớn sân vô sau bích. Mình hát cho các bạn nghe nha. À, em đẹp không cần son phấn. Xin thầm xin rất hiền. Không quần jean dài cao gót, em chọn cho mình em áo dài. Duyên dáng. Duyên cái đầu mày á. Ra phụ bán bánh canh kìa. Em muốn được cùng anh bên phương biển vang, tình sẽ sống những ngày hè như nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Ghét ghê vậy đó hả? Người ta đi biển có đôi, còn em đi biển mồ côi có một mình. Giận dễ sợ luôn à. Mà phải chi là em xấu đâu, thì em mồ côi không đành. Đằng này em đẹp quá mà. Em lộng lẫy, em lung linh, em lấp lánh quá mà. Vậy mà em mồ côi một mình 30 tuổi đầu rồi, bà già không cho lấy chồng. Trời ơi, tức dễ sợ luôn vậy đó hà. Thì sao 30 tuổi rồi mà không có cho lấy chồng, tức chứ. Bây giờ tức bà già quá. Ấy chết cha, nãy giờ mình nói mình tức bà già rồi mình quên. Hôm nay giờ sáng giờ chưa có selfie để bỏ lên trên mạng câu like. Mình cứ kiếm cái chỗ nào mình selfie cho nó lạ lạ coi nè. À, đây rồi nè. Cái chỗ này lạ lạ chưa có ai selfie bao giờ nè. Cái bàn thờ. Đây, được nè. Vô coi. À. Hai. Con gái con nứa gì đâu mà tao quánh mày lên bàn thờ ngồi luôn à. Bàn thờ bà ngoại mày, mà cũng phóng lên nó mày phá được hả? Trời ơi. Trời ơi, Tâm ơi Tâm. Dạ. Má đặt cho con cái tên Nguyễn Thị Tâm, nó đẹp quá mà. Bộ nó xấu lắm sao mày đặt Mỹ Tâm? Dạ. Trời. Mày đặt Mỹ Tâm mà chẳng lẽ nó đổi tên Kỳ Duyên? Trời. Chứ má không lẽ giờ con để con Hoài Tâm rồi, nãy giờ tụi nó lấy tên con ra nó bán vé quá kìa mày thấy không? Mày là Nguyễn Thị Tâm. Dạ. Mày rảnh quá mày lên mạng nha. Mày làm cái video clip làm sao? Mà bây giờ người ta lên chở người ta không có like mày, mà người ta kiếm tao, người ta chửi tao banh xác. Người ta nói tao mẹ bán cánh bánh cua mà giữ, quánh con, mà không quánh mày sao được. Con gái 30 tuổi đầu rồi, mà... Ủa mày bộ mày chế độ nhúng tự động hả mày? Dạ, 30 tuổi rồi tự nhiên cái nó nhúng suốt ngày vậy đó má. Đứng im đừng coi nó đi, làm gì ướt nhẹp vậy? Dạ, con đi biển mới về. Trời ơi con ơi, má đã buôn bán mệt mỏi tuốt ngoài biển từ sáng tới chiều, tôi kêu mày ở nhà bị mẹ gái đẹp mà mày nghĩ sao mày ra biển mày tắm mà mày bận đồ bộ. Trời ơi,
Má nghĩ làm sao vậy? Thì má cũng nói rồi, mình là gái nhà lành mà, mình phải bận đồ bộ vậy người ta mới thấy hiền lành. Dạ bận đồ bộ thế nhưng con có hé lộ nội y. Cái gì? Mày, mày mới nói gì mà hé lộ vậy? Con nói hé lộ nội y, mình có cái chút đường cong mình phải khoe khoe chứ má. Trời ơi, vậy mà ác dễ sợ luôn má. Con vừa hé lộ nội y thôi, trời ơi, nguyên một bãi biển bao nhiêu con người, vừa con hé lộ một cái tàu quay lại biển vắng tanh. Trời ơi. Bởi dạ. Vậy tôi đang bán bánh canh ngon lành, tôi quay qua quay lại tôi thấy không còn người nào hết trơn, cái biển vắng que. Là tại mày hả? Không, con nói tâm. Chơi vậy thôi chứ thật sự ra cũng còn có hai người. Trời ơi, con quay lại tôi nói gặp hai anh đứng trời ơi giảm dở vậy đó, cái con muscle mà nó bự chà bá vậy đó má. Trời ơi, cái ngực sáu múi vậy đứng trời ơi, anh cầm hai cái cây dài thì giờ anh chọt cho người con. Cái gì? Đàn bà con gái mà tao lấy cây chọt cho người mà đứng im. Thì đâu có, dạ anh cầm hai cái cây cờ đen đó, dạ anh cắm trước cái chỗ con đứng, anh để là cắm xuống biển tắm để cho người khác tắm. Nhan sắc mày á chắc cỡ Hà Mã hay sao mà ta cắm mày tắm biển luôn. Con giống Hà Mã, thái con vui quá. Giống Hà Mã vui quá. Vui quá má ơi, giống Hà Mã. Làm gì vui? Trời ơi, bây giờ họ Hà nó có giá lắm má ơi. Dạ. Má thấy không? Hà Phương, Hà Tăng, Hà Hồ, toàn lấy tỷ phú với đại gia không à. Trời ơi, con Hà Mã vậy con lấy ai má? Mày lấy Hà Bá. Hà Bá mới chịu nổi mày nha. Thôi bây giờ đừng có nói nhiều. Nhiều bây giờ... thôi má đừng nói. Con nói thiệt nhiều, con biết má có phải má ruột con không? Mẹ chắc mẹ mình quá à. Sao vậy? Cái để cho má suốt ngày má cái sỉ dục nhan sắc con là sao? Má nghĩ thôi, coi con đẹp quá mà. Má nghĩ sao mà má không cho con đi lấy chồng? Lớn rồi mà không cho lấy chồng rồi tự nhiên người ta lấy chồng về rồi không biết làm gì. Con gái đẹp á, người ta lấy chồng không sao, đúng không? Bị đẹp quá về nó nâng niu. Còn con gái xấu về nó lấy nó đánh, cho nên thôi đừng có lấy. Má nghĩ thử nó có cơ hội nó đánh con à. Má nhìn cái mỏ của con đi. Trời ơi, con bao ăn với má rồi con cạp là nó tới cùi đó má. Má nghĩ sao mà nó có cơ hội nó hãm thì hại con. Vậy má mới nói. Hiểu không? Cái gì? Mà con nói thiệt má kỳ quá à. Tự nhiên má hận đàn ông, rồi tự nhiên giờ cái không cho người ta lấy chồng. Ai cho không cho lấy chồng? Tôi cho lấy nhưng mà tôi không thích lấy tuổi khỉ. Cái gì vậy? Tự nhiên tuổi khỉ nó có gì đâu, tự nhiên không lấy. Tuổi khỉ nó không có chung thủy, không có lấy. Trời, tự nhiên má dị đoan, tự nhiên cái tuổi khỉ nó không chung thủy thì người ta năm sinh năm khỉ thì người ta phải là tuổi khỉ thôi chứ làm gì? Không, tôi không có thích mấy người tuổi khỉ. Tuổi khỉ là cái thứ dắt chanh bỏ vỏ. Cái thứ uống chanh mà không có lấy đường. Cái thứ ăn bánh canh, ăn cua mà không ăn giò, ăn hành mà không ăn ngò, ăn huyết mà không ăn tiêu. Ê má, hỏi nè. Gì? Hình này là ai mà sao ngày nào ba bữa ba cử má cũng đến đây má phân nút biến vô trong đây là sao má? Má nói quá, con hỏi thiệt, má tại tao nói thiệt đi. Này mà má thương hay má hận mà sao má làm vậy, má nhớ từng chi tiết quá vậy? Thì tôi không có ưa. Thì tôi thích phun nước biến tôi phun được không? Nhà này tôi là má hay là cô là má? Thì má là má nhưng mà má nhưng mà má phải cho con lấy chồng chứ, giờ tóm lại là con muốn lấy chồng. Má cho con lấy nhưng không được lấy cái thằng Andy tuổi khỉ. Trời đất ơi, người ta tên Andy, người ta ở Mỹ, người ta có tiền tỷ, còn người ta có sức khỏe bền bỉ, điều đặc biệt là súng ống đạn bắn rình rỉ. Bắn bao giờ mà biết rình rỉ? Ý con nói là anh thích chơi game á. Dạ anh thích chơi game, anh thích bắn súng á, bắn thằng 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 thằng. Con có hứa anh rồi, nếu mà anh về đây con chơi anh liền đó, anh bắn con bắn ảnh. Còn gì anh bắn game. Trời ơi mệt má quá à. Nói chung là anh đi là được rồi má ơi. Mệt quá. Bây giờ muốn lấy ai cũng được, không được lấy tuổi thân, tuổi khỉ. Hôm nay tôi mời thầy Pháp tới rồi, người ta cắt duyên âm cho cô, nghe chưa? Là cô sẽ nghe lời tôi. Tôi đặt đâu con ngồi đó, không có lấy anh đi. Anh thiết có tuổi khỉ vậy nhà này hết trơn rồi á. Tôi bây giờ ở nhà này tôi là chồng. Em đi body home. Who's it? Thằng Andy. Andy về rồi. Ê. 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 Bớt bớt rửng mở lại nha. Dạ. Bớt lại. Dạ, tại em thấy anh đẹp trai quá em kìm hãm không được.
Dạ. Hey. Ai mà rần rần ngoài vậy Mỹ Tâm? Dạ ai vậy? Dạ. Ê, trời ơi, xách cây kiếm. Trời ơi, cái cây dài thòn vậy là ông thầy rồi. Tôi đâu có ngờ trẻ gì mà đắc đạo dữ vậy. Dạ rước thầy, dạ cung thỉnh thầy. Ê. Thầy là thầy phải không thầy? Vô con cổng thầy vô. Ê. Cách duyên âm cho gia đình con. Dạ. Thầy ơi, trời ơi, tôi biết mà. Đây thầy ngồi đây, thầy ngồi đây. Mà giờ anh nói đi, nói đi giờ anh là ai để cho má em biết. Thì hết, đó, hết, thì hết mẹ rồi tới con. Nha. Nghe đây. Dạ. Tôi. Dạ. Xin tự giới thiệu. Tôi ở đợi của thầy Tư. Chẳng lẽ tán cái chứ thiệt. Dạ. Dạ làm ơn rước thầy để vô giùm nè. Dạ. Không có để cho người ta nói. Dạ nói. Thầy từ từ vô. Dạ. Thầy biết là vô đây là vong nè. Vong dập dìu, vong ồn ào lắm. Thầy vô không có tịnh tâm được. Cho nên phái ta vô đây trước. Đây. Xin mời. Hãy ra đây. Dạ. Lập dạ. Đàn rồi xong hết rồi mới mời thầy dạ, vô. Con gia chủ nhà này. Rồi xin mời. Dạ. Em có ngồi rồi. Không? Em có ngồi không? Em đừng rửng mở nữa nha. Vậy thôi, chừng nào kêu tới em rồi em mới lên tiếng nha. À, rồi dạ thôi em ngồi đây. Dạ ngồi đây hả thầy? Ngồi đó để chờ lập đàn cái. Đây. Trời, ông thầy đó bộ đắc đạo lắm sao mà gắt dữ vậy thầy? Giúp cho chân tay. Dạ. Chùm má lại. Hả? Từ đó giờ tôi mới thấy người ta chùm đội này giống đội cao đậm vậy kỳ vậy. Thầy thầy. Ê, từ từ. Dạ. Cứ ngồi đó, đây. Cúng là phải có lễ đàng hoàng trái cây. Dạ đâu. Đây, đó. Ủa cháu cúng cầm trái đoạn hậu vậy thầy? Kinh tế khó khăn cúng trái thôi. Nha. Dạ. Rồi chờ đó. Từ Đức ơi. Dạ. Dạ. Cung thỉnh thầy Tư. Cung thỉnh thầy Tư. Hôm nay có chuyện gì mà gia chủ thỉnh thầy về đây? Trời ơi, cái giọng nghe sang sảng, cái giọng biết thầy rồi. Dạ. Dạ thầy, hôm nay con muốn thầy à, thầy cắt duyên âm cho nhỏ con gái con. Dạ, cho lấy chồng mà đừng lấy tuổi khỉ. Không, nó muốn. Đứng im coi. Dạ con ngồi im à thầy. Không, đang nói hai cái vong kia. Trời, nhà con nhiều vong dữ hả thầy? Nhiều vong lắm. Dạ. Nhà này rất là nhiều vong. Dạ. Gia chủ. Dạ. Sẵn sàng ngồi cho vong nhập chưa? Dạ con sẵn sàng rồi. Coi, thằng quỷ nào đi trước tao tăng gấp dữ mày. Thầy tao, thầy. Tao á, tao. Ủa, thầy hả? Dạ xin lỗi thầy. Thầy thắng thầy phải báo chứ thầy. Thầy ơi còn con nữa thầy. Chết nó. Quỷ đi. Chết nó. Trời ơi. Tự nhiên ở đâu chui với chân. Hai mẹ con nhà này sao nhoi quá. Đừng im coi. Có sao không? Trời. Làm lễ cổng. Chắc chạy. Trời ơi, thắng bà chá, bà chá. Dòng không à. Lết bánh luôn thầy ơi, thắng thì phải báo thầy ơi. Đi theo ông chị. Dạ con biết, con nghe nhạc là con đi à. Bà tuổi gì? Dạ con tuổi Dần. Bà tuổi Dần với bà đâu phải tuổi Ngọ đâu, bà như con ngựa vậy. Nhạc lên cứ đi à. Đứng lại. Bà làm gì á? Tưởng thầy rước con qua Campuchia trục xuất vong. Cái con điên này tao mệt nó lắm rồi nha. Dạ, cỡ ba cái con mày mướn tao kiểu này chắc tao chết. Mang lại. Ê cái này con biết nè. Qua tới Lào rồi. Trời ơi. Cái này con biết hả? Cái này con chịu, con có đi nước này rồi. Mày đứng lại. Nhoai hoài. Thầy ơi thầy. Thầy có trục lộn công chúa Hằng Nga ở Đồng Tháp về không thầy? Thấy giống lắm. Mày tào lao.
Mang lại. Dạ. Ôi. Ê, cái này tôi biết luôn, Ấn Độ. Đó, nó chưa giống lắm đó thầy. Tao bóp cổ mày chết. Dông không về mà cái con này nó hành tao rồi. Dạ thầy, con nhận má con giỏi dễ sợ luôn. Đây, muốn nhảy lắm đúng không? Dạ. Muốn nhảy cho bà cái nhạc này bà lên tới trển luôn. Cái gì vậy? Cái gì ha? Cái gì vậy? Thầy ơi, vậy? Cái nhạc này đưa con đi đâu rồi thầy? Đưa bà về dưới á. Thầy ơi, bỏ đi thầy. Thầy nhoi hoài cái bắn chết mẹ cho rồi đi. Thôi miết. Thầy ơi thầy. Còn có lại. Dạ, cái gì vậy? Hả? Sao cổ tôi vậy? Hả? Xử kéo này xử bình thường xử không được. Đây. Còn có lại. Dạ. Đây, lấy cái này cột lại đi. Cột tôi sao? Quấn nó lại. Dạ. Bộ cái vòng này nó dữ lắm hả thầy? Dữ dàng lắm. Má ngồi yên. Để con cột cho. Rồi. Trời ơi. Đi đi. Cái gì mà nhiệt tình dữ vậy? Cột má lại mà. Ui da. Ai mượn? Trời ơi. Dạ rồi. Ui da. Cột xuống. Ê. Thầy 30 năm rồi mới thấy cái đứng tướng này hả thầy? Con. Ui da. Thầy, sao quánh như con không đẻ vậy thầy? Quánh để cho cái dòng nó ra. Bây giờ bà muốn cắt viên âm không? Dạ muốn. Thầy, muốn cắt viên âm cúi xuống. Cái dòng này giờ thành quỷ luôn hả thầy? Thầy mới nói con quỷ đó. Không, quỷ nó thấy bà nó còn sợ nha. Cúi xuống. Dạ. Đứng kiểu này nhột quá hả thầy? Lâu quá, không đứng giờ đứng thấy kỳ. Tôi ngồi lên đây kỳ hơn. Con quỷ không à. Đây nè. Kim thứ nhất. Mày lên xuống rồi. Ủa mới quánh ai nha cái kẹp vậy thầy? Quánh vòng đó. Vòng nhà này thấy ghê quá, giống cô hồn âm binh đi nhiều dữ rồi thầy. Nhiều lắm. Dạ. Đây nè. Kim thứ nhất tao quánh ngươi. Dạ. Về cái tội ngựa bà. Về cái tội ngựa bà. Kim thứ hai tao quánh về cái tội lì nha mày. Lì nha mày. Ừ đó, giỏi á. Đây nè, tuổi thân nó ăn hết của ông nội ông ngoại mày hả? Sao mà mày ghét cái tuổi thân dữ vậy? Hả? Này thấy bắt đầu sai sai nè thầy. Sai quýnh nữa. Sai nữa. Sai được rồi, gỡ cho má con ơi. Gỡ cái gì mà gỡ? Gỡ cái gì mà gỡ? Hả? Ê, hai đứa cái gì? Ôi, trời, cái gì vậy? Mở ra. Không có giỡn mặt tôi bay nữa. Cắt viên âm cái gì? Cái gì? Về. Mắc cái chân ồn gì bà cắt viên âm? Ông mắc cái chân ồn gì, ông quánh đâu như con ông đẻ không vậy? Ủa? Thích quánh được không? Ông lại mà ông vô. Ê, bộ cái tuổi thân nó ăn hết của ông nội ông ngoại bà hả? Ê, bộ tuổi dần nó ăn hết của ông cố nội, xong vô ông quánh như con ông đẻ đau thấy bà nội. Dạ, có đau chứ mà đừng có đứng banh càng con vậy. Con già này nha, tao nói thiệt mày, tao không cắt viên âm, tao cắt buồn trứng hết rồi. Ôi, vậy? Ráng đi. Cái gì vậy? Ráng đi. Tôi nói cho mấy người biết. Vậy con tôi đẻ ra tôi có quyền gả, tôi không thích gả. Nhưng mà tuổi thân mắc mới gì? Tôi không ưa tuổi thân, nó thấy cái thứ tuổi khỉ là cái thứ không có chung thủy, cái thứ cà chớn. Má. Đi. Bỏ đi. Đừng quan tâm vấn đề đó. Ba tầm bậy. Tại vì ta bậy. Tuổi khỉ nó tốt. Tốt cái cù lôi. Nó làm gì bà hận nó? Tôi nói cho ông biết nha. Ông vô đây ông cắt được kia nha, mà cắt không cắt được thôi. Con gái tụi đẹp quá mà, thấy không? Nè, tâm nó đẹp quá gả ai cũng được, riêng tuổi khỉ là đừng hòng. Nó làm gì bà ghét nó? Hả? Tại bà. Cái thứ tuổi khỉ là cái thứ ăn đào mà không ăn hết trái. Tại sao đó? Đó là tề thiên đại thánh đó. Lên cho nó hái banh vườn đào người ta ăn trái dục, thấy không? Cái thứ khỉ là cái thứ không có tốt. Hái đào thì ăn hết đi. Dẫn vô vườn đào, bao nhiêu cái đào cao không hái lựa, cái đào lùn nó hái. Tại đào lùn dễ hái, ăn xong không sình bụng, tôi sình bụng. Rồi, khi mà tôi đã bụng mang dạ chữa cái thứ khỉ già, mắt toi, mắt dịch đi đâu mất tiêu. Tôi phải xa xứ, tôi đẻ con. Rồi tôi bưng về đây, tôi bán bánh canh cái món mà cái thứ đó, cái thứ thích ăn. Nha, tôi về đây tôi bán mười mấy năm trời, tôi chờ mà vẫn không về. Hả? Đồ cái thứ phản bội, đồ cái thứ dắt chanh bỏ vỏ, đồ cái thứ uống nước chanh mà không có lấy đường, đồ cái thứ ăn bánh canh lấy cua mà không lấy bóng, lấy hành mà không lấy ngòa, lấy tiêu mà không lấy huyết. Được rồi. Má. Ông có cãi lời má. Phun nước miếng vào mặt ông cho tao. Xạo. Ây chà.
Trời ơi, bấy cái gáy luôn à. Ôi, con xin lỗi má. Má ơi, quả báo đó. Đã như báo. Má, cái tuổi khỉ đó con không phải như bà nghĩ. Đã như báo như bà nghĩ. Hồi đó đó là bà dụ tuổi khỉ vô trong vườn đào. Cụ lâu đi nè. Đang đi củi bà dụ vô vườn đào. Đúng. Bà dụ vô vườn đào, bà nói là thôi vô đây ăn đi anh, ăn đi anh. Xong bà sắn cái cây vô mặt nó mới ăn. Con nhìn đi, với cái nhan sắc này ai dụ ai? Mày nhìn đi. Nhìn đi. Đó, mày nhìn đi. Mày công đạo nói đi. Nhan sắc này ai dụ ai? 1m85. Dạ. Con thấy con chuột là con muốn xỉu rồi má ơi. Trời ơi. Cái này chắc má dụ người ta quá. Đó, thấy chưa? Bà dụ đàng hoàng, bà dụ. Con cũng thấy vậy. Dạ. Ngày xưa tao đẹp lắm. Dạ. Ngày xưa tao cao 1m88. Dạ. Tại tao nhớ thương người ta quá tao rút xuống, bây giờ tao còn có 1m58. Trời. Bà chào. Ủa mà ngày xưa bà cũng y như vậy. Ngày xưa là bà rủ tôi vô vườn đào. Ông biết cái gì bà không? Bà rủ vô đàng hoàng mà. Cái thầy cắt Duyên Âm mà. Ghệ tao mà. Con này con ghệ tao. Quá the hell. Oh my god. Oh that đi. What do you say? Sao mày ghệ? Trời. Ngày xưa như vậy mà bây giờ như vậy một trời và một vực. Mắc gì? Cái gì vậy mắc? Hỏi đo, bây giờ bà đo cũng không còn nữa đâu. Cơ nó đi hết rồi. Bà nói bà ghét tôi. Bà ghét tôi tại sao? Bà không treo ở gần dưới này nè, để bà phun cái vô mặt tôi. Bà phun mắt mẹ nó đâu dép, mắt mẹ nó chiếc à. Ha. Bà còn yêu tôi. Tại sao bà cấm tụi nó lấy tụi thân? Tôi yêu không bà nào? Bà còn yêu. Tôi yêu được giàu á. Nhìn vô trong ánh mắt bà là còn yêu. Mà tôi... Ông đừng có nói cái điều đúng. Ông quên. Bà còn yêu tao mà. Ông đi ra khỏi nhà tôi đi. Không. Ủa đánh đi. Má ơi, tôi về đây để xin lỗi bà đó. Không cần. Vì hoàn cảnh. Chứ tôi đâu có muốn xa bà. Khi tôi đánh cá ngoài biển rồi bão tới, vô tình tôi trôi qua nước người ta, rồi tôi đi định cư ở nước ngoài luôn. Có mấy lần nhờ người ta về tìm bà, nhưng tới đây đâu có. Bà đi biệt tích, tôi tìm 10 mấy năm không có. Tôi rủ mang giả chữa mà, sao mà tôi dám ở xứ này? Rồi tôi đẻ tâm nó lớn rồi tôi có về đây nè. 10 mấy năm này tôi bán bánh canh ở đây nè, cái món mà mấy người thích đó. Rồi mấy người có về kiếm tôi đâu? Đâu có biết ở đâu mà về. Bữa đó vô tình thấy thằng quỷ này lên mạng cua cái con ghẹ này nè. Thấy nó xấu quá mà nhào vô coi thử. Tao không hiểu tại sao mày lấy cái con mà xấu dữ dằn vậy. Nó con ông đó. À quên, con tao á. Đẹp, nó đẹp, nó đẹp. Chắc ông đẹp dữ à. Ủa mày Tâm là con đất đi. Ba con á má. Ba nhận ba đi. Ba con. Ba. Rồi con Andy. Andy nó con tao. What the hell? Mày cứ heo đi đó hoài. Không phải. Nãy giờ. Con vô đây con không hiểu. Con nhờ Daddy về đây để con chọn bộ đi. Con rồi làm sao ta được như vậy trời ơi. Được mà. Sao được? Mày con ruột nó con nuôi mà. Yeah. Hả? Nó con người khác chứ đâu phải con tôi. Rồi tôi định nhào quá tôi xé xác ông rồi. Nói lại đi ba. Vậy. Tưởng nó là con khác. Nuôi. Yeah, cái vấn đề là con không hiểu tại sao tự nhiên vô đây là con tưởng con có ghệ thôi, ai về Daddy cũng có ghệ nữa. Không phải, tại tao tìm bả lâu lắm mà không ra. Yeah. Tao mới lên mạng coi mày cua cái con này nè, tao thấy nó như quái thú vậy đó. Tao mới thấy mặt má nó. Yeah. Mới kêu về đây luôn lượt đó. Wow. Mày wow cái gì? Dạ không. Tại sao mày yêu nó, mày nói tao nghe coi. Dạ, thật sự ra là mày muốn qua đường. Dạ không có, thật sự nét đẹp của nó vậy mày thấy sao? Sẵn vô. Chứ đây tao này. Nổi da gà rồi đó. Ba, trời ơi. Không con... sao đâu con, nét đẹp đó của ba với má cộng chung lại mới ra mày mà. Cho con xin phép con lấy bình tĩnh, con nói luôn. Sẵn có... Nói đi. Mẹ của bé Mỹ Tâm ở đây. Con mới nói thiệt sự ra là lúc đầu con thấy con cũng muốn ói lắm. Dạ. Không, Andy. Cái đó là cái lúc đầu thôi.
Nhưng mà sau này rồi trò chuyện rồi con thấy bây giờ người ta thực tế quá, nhưng mà con yêu cái nét xấu xấu đó đó. Mặc dù xấu mà xấu như như con cóc chạy qua đường mà bị xe cán luôn á. Cái gì vậy? Trời mưa xuống 2-3 lần nở ra là xe cán tiếp vẫn còn xấu luôn. Nhưng mày mà diễn tả quá vậy mày. Không không, cái đó là cái thật sự. Con là có sao con nói như vậy mà. Thôi nói chung là nét đẹp thuần chủng. Dạ đó, nói chung là cái nét đẹp thuần chủng mà không có lai tạp đó. Bậy. Có lai, có lai tạp tao với bả. Dạ, dạ con. Bao nhiêu nét xấu của tao, bao nhiêu mà mày xấu là em đẹp đúng không? Dạ ý là mày là tuổi thân đúng không? Dạ. Con yên thân đi, con là con khỉ. Dạ. Mà con có gặp con cóc này á ha, có 1000 lần đi nữa mà con bắt được con cóc, con nhìn thấy nó con xỉu, con mở ra con nhắm lại con có xỉu 10 lần à. No, no. Con thử rồi. Thích lắm. Thật sự ra là con thích là cái nét chân thật vậy đó, chứ bây giờ con gái á nhiều khi đi sửa hết trơn rồi, nhưng mà nhiều khi sửa chung bệnh viện đưa ra đứa nào cũng giống đứa đó à. Cái nét này lạ nè, không có vô đâu với đâu hết á. Cái răng của bé Mỹ Tâm á nó như vậy nè. Cái răng của con nó như vậy nè đó. Oh, oh my god. Buffet. Yeah. Andy. Andy. Nói quá con ơi. Andy. Bà dạy con bà vậy đó hả? 30 tuổi là chế độ nhún tự động. Tự nhiên 30 và tự nhiên bắt đầu là nó nhún vậy nè. Bây giờ tôi nói cho bà nghe. Con nãy nè, khoan đã. Vậy. Con thấy anh Andy anh nói vậy con sung sướng quá. Sung sướng đứng im đó đi để tôi giải quyết ông này. Chưa có chấp nhận ông chưa qua nhà này. Thôi, bà bỏ qua cho tôi đi. Không. Đừng có hận nó nữa. Dẹp. Đừng có hận tôi rồi hận luôn thằng này tôi khỉ. Tội nghiệp nó. Tôi sẽ treo tấm hình này lên, mỗi một ngày tôi phun nước miếng nữa cho trôi chiếc dép bên đây luôn. Thôi mà. Đi đi. Thôi mà tôi nói. Đi đi. Được. Nếu mà đuổi, tôi đi. 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 Ông đi thiệt hả? Đi rồi. Đi. Nó đuổi người ta đi rồi. Ông đi thiệt hả Tâm? Tâm. Mấy chục năm tao đợi ông. Vậy mà tao nói thiên trước thiên sau ông đi hả Tâm? Mày cũng bậy lắm đó Liêu. Lý mày cản ông cho tao cũng có hàng tao hốt chứ. Tâm ơi, má thích ông thiệt. Biết mà. Mà ngơ nói thiên trước đi. Bởi vậy khỉ già mất nết. Mà hên là đi lẹ, đi chậm chậm tao nhổ sạch lông. Nếu Tâm, nó còn đứng đây có nhổ không? Tâm ơi. Nói ông tiếng đi quay lại đi. Mày có hàng mày đi rồi tao bơ vơ tội nghiệp tao Tâm à. Trời ơi. Tâm. Hả? Đi đây. Tao mặc vô khỉ già mắc vô à. Thèm chính mẹ là sao sao. Đứng sao nghe hết rồi. Thôi dẹp đi. Về đó tôi với bà nói lại tình xưa. Còn để cho con nó có nơi có chỗ. Đẻ đứa con đẹp quá mà. Bà phi gì? Bà đẻ con đẹp quá mà. Rồi ông có đi nữa không? Đi chi nữa. Về đây phụ bà bán bánh canh. Thôi, vậy quyết định là về đây bán bánh canh nha. Yeah.